thanh niên say xỉn ngủ trên vỉa hè như nhà mình và cái kết đáng lòng. Hả? Vâng, chúng ta cùng xem lại tình huống dở khóc dở cười này. Lúc này, thanh niên nằm ngủ rất say sưa. Dạ rồi, thanh niên áo đen xuất hiện. Chuyện gì xảy ra đây? Lúc này, thanh niên vẫn còn ngơ ngác, chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh rượu rồi, thì chỉ còn cái nịch là có thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.